Tây Bắc Bộ được biết đến là khu vực rộng lớn với thiên nhiên hùng vĩ, nhưng còn nhiều khó khăn về kinh tế ở Việt Nam. Điều kiện địa hình hiểm trở, bị chia cắt mạnh và thiên tai thường xuyên xảy ra là những nguyên nhân kìm hãm sự phát triển của khu vực này. Điều đó dẫn đến việc phát triển cơ sở hạ tầng gặp nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất cho thể dục thể thao cũng không phải ngoại lệ. Dễ hiểu khi không nhiều người biết đến các sân vận động ở khu vực này vì quy mô của chúng rất hạn chế. Sau đây là 5 sân vận động lớn nhất về sức chứa tại khu vực Tây Bắc Bộ. Sân vận động tỉnh Lai Châu được xây dựng từ những năm 1980. Đây là cơ sở thể thao chính của tỉnh Lai Châu kể từ khi chia tách thành lập tỉnh vào năm 2004. Sân vận động này có thiết kế hai khán đài nhỏ gọn, khán đài A được lắp đặt ghế ngồi và có mái che ở khu vực trung tâm, trong khi khán đài B vẫn là các bậc ngồi bằng bê tông. Sức chứa hiện tại của sân vận động thành phố Lai Châu khoảng 4.500 khán giả. Sân vận động này được trang bị dàn đèn chiếu sáng công suất nhỏ, giúp đáp ứng nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của người dân vào buổi tối. Bên trong sân vận động, ngoài khu vực dành cho bóng đá và điền kinh, còn có một sân tập bóng rổ và một sân quần vợt. Tỉnh Lai Châu đang xây dựng khu liên hợp thể thao mới, bao gồm một sân vận động có sức chứa 2.000 chỗ ngồi, sẽ sớm khánh thành trong thời gian tới. Sân vận động tỉnh Yên Bái là một trong những sân vận động đặc biệt nhất Việt Nam. Bởi đây không chỉ là một cơ sở thể thao mà còn là một di tích lịch sử cấp quốc gia. Có lịch sử từ thời Pháp thuộc, sân vận động Yên Bái được khởi công xây dựng vào năm 1927 và chính thức khánh thành vào năm 1930. Nhưng mãi đến tháng 1 năm 1957, tỉnh Yên Bái mới cho xây dựng khán đài và tường bao quanh sân. Ngày 25 tháng 9 năm 1958, sân vận động này đón gần 5.000 cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc thị xã Yên Bái cùng đồng bào các vùng lân cận đến gặp và nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện khi người lên thăm và làm việc tại Yên Bái. Nơi Bác Hồ đứng nói chuyện với nhân dân, sau này được gọi là lễ đài sân vận động Yên Bái, cũng là khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 1988, địa điểm này được nhà nước xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Năm 2016, để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái vào năm 2018, sân vận động Yên Bái bao gồm lễ đài đã được cải tạo nâng cấp với kinh phí 60 tỷ đồng. Trong đó, khán đài A được cải tạo lại với sức chứa 4.300 khán giả, được lắp đặt ghế ngồi và mái che. Khán đài B với sức chứa 1.500 khán giả, được cải tạo, sân sửa lại và lắp đặt một phần ghế ngồi ở khu vực trung tâm. Tổng sức chứa hiện nay của sân vận động Yên Bái là 5.800 khán giả. Mang ý nghĩa văn hóa lịch sử to lớn, nên ngoài là địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, tỉnh Yên Bái còn xem sân vận động này là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Sân vận động tỉnh Điện Biên được bao quanh bởi những khu phố sầm uất của thành phố Điện Biên Phủ. Được xây dựng trước khi tỉnh Điện Biên được chia tách thành lập từ tỉnh Lai Châu cũ. Sân vận động này là cơ sở thể thao chính của tỉnh Điện Biên. Đây là nơi diễn ra các sự kiện văn hóa thể thao lớn của tỉnh. Sân vận động Điện Biên có thiết kế 4 mặt khán đài đầy đủ. Trong đó, phần trung tâm khán đài A được xây dựng khang trang, với ghế ngồi và mái che. Các phần còn lại của khán đài là các bậc ngồi bê tông. Sức chứa hiện tại của sân vận động tỉnh Điện Biên là khoảng 6.000 khán giả. Sân vận động tỉnh Điện Biên vẫn chưa được trang bị dàn đèn công suất lớn. Chỉ có các cột đèn cao áp vòng quanh khán đài để phục vụ người dân tập luyện thể dục thể thao. Hiện tại, tỉnh Điện Biên đang có kế hoạch cải tạo nâng cấp sân vận động này trong thời gian tới. Sân vận động thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái được khởi công xây dựng vào tháng 11 năm 2017 trên diện tích 11.000 m2 tại tổ 11 và tổ 12 phường Pú Trạng. Sân vận động này chính thức khánh thành vào cuối năm 2019. Kinh phí xây dựng sân vận động thị xã Nghĩa Lộ là 70 tỷ đồng. Sân có thiết kế hai khán đài, với khán đài B là các bậc bê tông, riêng khu vực giữa khán đài được xây dựng thành một sân khấu. Khán đài A có phần trung tâm được lắp đặt mái che, nhưng chỉ có số ít ghế ngồi được lắp đặt. Sức chứa hiện tại của sân vận động thị xã Nghĩa Lộ là 6.140 khán giả. Đây chính là sân vận động lớn nhất tỉnh Yên Bái hiện tại. Sân vận động này được trang bị 4 cột đèn chiếu sáng, với mỗi cột đèn pha lắp 16 đèn pha LED 800W và hệ thống thu xét chủ động. Đây là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, lễ hội truyền thống của các dân tộc trên địa bàn và kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của quê hương đất nước.
đặc biệt là lễ hội Mường Lò nổi tiếng được tổ chức vào tháng 9 hoặc tháng 10 hàng năm. Sân vận động thị xã Nghĩa Lộ góp phần xây dựng thành công thị xã Nghĩa Lộ trở thành trung tâm văn hóa, thương mại, du lịch khu vực phía Tây của tỉnh Yên Bái. Sân vận động lớn nhất về sức chứa hiện tại ở khu vực Tây Bắc Bộ là sân vận động tỉnh Sơn La. Được khởi công xây dựng vào tháng 10 năm 2017, trên khu đất có diện tích 5,76 ha tại phường Triềng Sinh, thành phố Sơn La. Sân vận động này chính thức khánh thành vào năm 2019. Kinh phí xây dựng là 112 tỷ đồng. Sân vận động này có thiết kế hai khán đài, trong đó khán đài A được lắp đặt toàn bộ ghế ngồi và có mái che khu vực trung tâm. Khán đài B chưa được lắp đặt ghế ngồi. Sức chứa hiện tại của sân vận động Sơn La là 10.000 khán giả, trong đó có 5.000 chỗ đã được lắp đặt ghế ngồi. Sân còn được trang bị dàn đèn chiếu sáng, màn hình LED hiện đại và đường chạy 6 làn bao quanh mặt cỏ tự nhiên. Từ khi hoàn thành, sân vận động tỉnh Sơn La là nơi diễn ra các hoạt động thể dục thể thao lớn của tỉnh này.